Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình có một cái stator của máy bào nhé các bạn nhé. Đó thì cái này bị cháy các bạn ạ. Nó bị đề ốc ra, bắn vào đây và chập cháy nổ các bạn nhé. Và con bào này cũng khá là cũ rồi, đâm ra là ốc yếc nó cũng lỏng lẻo lắm các bạn ạ. Đâm ra nó không được như những cái bào mới. Thì các bác thợ mộc là sẽ biết rõ đến cái bào như thế này các bạn nhé. Đó thì nhiều vùng thì mình cũng không biết là có hay không. Đó, nhưng mà hôm nay mình chia sẻ cái cách mà mình quấn một cái stator từ đầu đến cuối và tất cả các thông số nhé các bạn nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em cách làm luôn. Thì cái quấn cái này này thì áp dụng cho tất cả các loại máy có stator và rotor các bạn nhé. Đó, thì thông số, đương nhiên là thông số của nó thì mỗi cái nó khác nhau các bạn nhé. Nó không thể giống nhau được. Và các bạn sẽ cắt ở hai bên rìa này ra để quấn lại hoàn toàn luôn các bạn nhé. Đó thì chúng ta cắt ra và bể nó ra là được các bạn ạ. Gỡ nó rất là đơn giản thôi, nhanh chóng gọn gàng các bạn nhé. Nó không cầu kỳ phức tạp. Mình chỉ cần cắt hai bên này ra, bể cái là nó tuột ra các bạn ạ. Rất là dễ. Thì trước thì mình cũng có làm cái video ấy. Thì thấy rất nhiều anh em hỏi nó. Và hôm nay mình sẽ làm cái video này, có nghĩa là từ lúc bắt đầu chặt quấn này cho đến tận lúc mà mình giáp thành máy luôn các bạn nhé, và hướng dẫn các bạn cách đấu luôn trong một video này. Thì video này khá là dài, khoảng 20 phút, thì các bạn cố gắng các bạn xem từ từ lần lượt nhé. Nếu mà các bạn đam mê thì các bạn sẽ hiểu. Và đây đây sẽ là cái cuộn của chúng ta, sẽ phải đếm số vòng lại nhé. Đó, chứ không thì chúng ta sẽ đếm lại là cách chuẩn xác nhất. Đó thì cái này mình sẽ đếm lại và lấy lại cái số vòng cũ của nó, bởi vì nó đang chạy chuẩn cái thông số đó mà các bạn. Đó, các bạn hãy đếm nhé. Thì đếm cái này này thì các bạn phải đo lại cả kích thước cỡ dây của nó nữa. Đó, còn các bạn mà mình tự quấn lấy ấy, không biết cỡ dây ấy, thì các bạn lấy một sợi ra tiệm dây đồng, các bạn bảo người ta đo, xong rồi các bạn bảo người ta lấy cho đúng y như vậy là các bạn biết nhé. Và các bạn chặt này ra thì các bạn cũng đã biết là cái số đồng nó bao nhiêu cân, bao nhiêu lạng rồi, đúng không? Thế bạn cân luôn cái số đồng của các bạn chặt ra nó. Và chúng ta lấy ví dụ nó được một lạng hoặc hai lạng, đó 200 gram ấy, hoặc là thì chúng ta sẽ lấy ra khoảng 2,5 gram, đó 250 gram, có nghĩa là hai lạng rưỡi các bạn nhé, miền Bắc mình hay gọi vậy. Thì cái dây đồng của cái máy này khá là to, nó quấn nó cũng khó hơn các máy dây nhỏ. Thì máy dây nhỏ này thì quấn vào cái phê ấy, nó sẽ dễ hơn các bạn nhé. Dây to nó cứng mà. Đây, nó sẽ được 140 vòng các bạn nhé. Đó, cái cỡ dây này, cỡ dây của nó là giữa cỡ dây 0.65. Đây mình sẽ lấy một sợi cốt nha các bạn nhé. Các bạn muốn đo chuẩn xác nhất thì hãy lấy một sợi dây cốt này này, thì tốt ra nó sẽ chuẩn hơn. Đó, bởi vì cái dây cốt nó sẽ không bị bám men và mình tuốt nó cũng dễ các bạn nhé. Đó, đây. Đó, đấy, mình vuốt vuốt cho nó thẳng các bạn nhé, không bị nhăn nheo. Còn nếu mà tuốt hết men rồi thì mình sẽ không phải trừ lớp men nữa. Nhưng đây lớp men nó vẫn còn các bạn nhé. Đó, đây. Rồi. Đó. Đây, 60, 70. Đó, thì trừ hết 5 gem đi là còn 65 các bạn nhé. 65. Nó cứ dây 65 mình ghi luôn trên này để cho nó đỡ quên các bạn ạ. Nhiều việc quá. Cái này mình quay mất cả ngày các bạn. Kiểu mỗi lúc mình làm một tí ấy, ra mình hẹn khách dư rồi, nên là mình cũng không cần phải làm vội các bạn ạ. Nên là có thời gian quay. Và đây đây là cái cách đo khuân nhé các bạn nhé, các bạn để ý nhé. Mình sẽ đo từ cái mép này đó, uốn cong cong cái dây đồng lại như thế. Nó gập lại, rồi ok. Và chúng ta sẽ đo chiều dài từ cái chỗ gập gập lúc nãy ấy, các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Đây, đến đây chúng ta gập lại một phát nữa là được các bạn nhé. Cách đo khuân này đảm bảo các bạn là chuẩn zin đét luôn. Đó, đây. Đó, các bạn thấy chưa, cái chiều chiều cong cong các bạn uốn uốn như vậy là được đó. Nên mình ướm đó, từ chiều này sang chiều góc trong của nó ấy là được đây. Còn chiều kia thì là chiều dài của số to rồi đây nó. Và tiếp theo
chúng ta sẽ cần một cái thước các bạn nhé, bất kỳ thước gì cũng được. Các bạn sẽ lấy dư ra thêm một phân nữa cho mình đây, đó, từ điểm này đến điểm 2 phân gập lại một cái, đó được chưa các bạn? Rồi các bạn nhìn kỹ cái cách đo này nhé, trước kia mình có hướng dẫn rồi các bạn ạ, nó đo chuẩn lắm các bạn, không cần phải ướm phân các thứ đâu. Đó, rồi chúng ta sẽ gập đôi những cái đoạn đo lại và chúng ta sẽ cuốn lại như thế này. Đó. Đó, chúng ta cuốn lại nhé. Đây, chúng ta sẽ vuốt những cái đoạn gập này nha. Những cái đoạn gập này thì các bạn nên vuốt thẳng ra các bạn nhé. Đó, đến lúc chúng ta vào khuôn nó mới chuẩn xác được. Đó. Rồi, ok. Đây mình sẽ ướm thử cho mọi người nhìn này, đó đẹp luôn các bạn nhé, không thừa không thiếu, đó vừa zin. Đây là cái cách đo khuôn rất là chuẩn xác. Ok, giờ mình sẽ đem đi cuốn này. Đây thì mình sẽ cần một cái khuôn cuốn tùy các bạn nhé, các bạn kiếm khuôn nào cũng được, miễn là các bạn đưa lọt cái vòng dây đồng của bạn vào và các bạn cuốn ở đúng cái nấc của chúng ta để dây đồng các bạn nhé, thì đến lúc vào dây nó mới ok được. Đó. Đây các bạn phải căn chỉnh cho nó thật là chuẩn xác, bởi vì cái này khi cuốn ấy, nó căng ấy, nó xê dịch đi nửa phân là đến lúc mình vào cái khuôn là cũng mệt đấy các bạn ạ. Rồi ok, đây 140 vòng các bạn nhé. Đó. Thì dây này, bối này, dây này nó cứng lắm, nó to. Quấn cái này đau hết cả đầu ngón tay các bạn ạ. Mình phải ấn liên tục mà, ấn mạnh vào. Đó, chúng ta phải để lại nấc cũ để tí nó quấn quận tiếp theo luôn các bạn ạ. Các bạn chưa quen các bạn hãy làm một cái một. Đó, khi các bạn có cái đầu tiên các bạn vào ok rồi thì các bạn cứ theo cái nấc đó mà các bạn quấn. Còn nếu mà các bạn chưa được ấy thì các bạn hãy dịch khuôn ra một tí hoặc là thu khuôn một tí, đó nó là thừa hoặc thiếu, nhưng mà thông thường cái cách đo này là chuẩn luôn các bạn nhé, không cần phải xê dịch cái gì nữa. Đó, với cái đây là cái cách mình hay cắt giấy này, rất nhiều bạn bạn bảo mình hãy hướng dẫn cái cách cắt giấy, thì mình sử dụng một con dao dọc giấy với một chiếc bàn, nó cứa nhẹ cái là giấy đã đứt ra rồi các bạn ạ. Đó. Thì mình cắt toàn cắt kiểu này các bạn, nó nhanh gọn. Đây thì đây là cái khâu quan trọng nhất trong cái bước quấn để mình cái này quất quấn nó rất là khác các bạn nhá. Các bạn lưu ý nhá. Đó, đây hai cái dây đồng thì mình sẽ cho về một bên như thế này các bạn nhá. Bởi vì hai cái điểm đầu ra ấy, thì mình sẽ cho về dồn về một bên các bạn ạ. Thì cái đoạn cuối cuối ấy, nó cái đoạn quấn ấy, cái tổ sau ấy là cái đấy rất quan trọng này. Muốn cho dây nó về một bên và y như nguyên bản ấy, thì các bạn phải theo dõi. Cái bước này nó rất là cần thiết trong cái việc quấn của một chiếc sờ ta to. Và nếu mà chúng ta quấn máy mài dồn về bốn sợi về một đằng sau ấy, đó thì nó lại rất là đơn giản nhé, nó khác với cái loại máy này các bạn nhé. Đó. Chứ nó không phải là giống cái loại này. Nếu mà các bạn cho dây nó tuôn ra đằng sau hết ấy, thì cái đó thì nó lại rất là đơn giản, nó không ấy lắm. Đây mình sẽ gập hai như này các bạn nhé. Chúng ta bẻ căng căng lại. Thì các bạn Đấy, hãy nói cho thoải mái. mình một nút like, Nếu một không nút bên kia chia mình để sẻ nhạc. và một nút đăng ký kênh nhé, để Nếu mình không có bên kia nhiều cái mình để động nhạc lực tối bụi. làm video. Và mình có làm tất cả các dòng máy sạc ắc quy Sao? Để gửi cho tất cả anh em nhé. Anh em nào có Đi muốn đâu liên hết hệ rồi thì á? liên Mình hệ số trên màn hình nhờ đây. đứa nào ngoài đấy Là á? mình có cung cấp tất cả các dòng Tao sạc tao ắc có chút quy lớn nhỏ đều cơ. có hết anh em nhé. Đâu hết chứ. Đây, mình sẽ tước một ít keo gắn bằng keo 52. Đó, cái khuôn này chúng ta cũng phải chỉnh cho nó thẳng nhé, không được cái cong lệch lệch đâu. Nếu mà cong lệch vênh với cái thứ đến lúc mình vào là thì nếu mà không đấy là rách cái bìa kia là nó ảnh hưởng đến cái dây đồng các bạn nhé. Đó, các bạn chỉnh chỉnh lại cho nó đều. Đó. Rồi ok, giờ đã ok rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành vào cho các bạn xem nhé. Thì cái bối đầu tiên này này nó đấy thôi, nó không như bối kia. Nếu mà bối kia thì cái bối dây đồng thứ hai ấy
nó sẽ khác một chút nhá. Nó sẽ khác với cái này. Cái này các bạn để hai cái điểm dây đồng dồn về một bên như vậy. Đó, thì sẽ một đầu của nó sẽ là một đầu ăn và chổi than. Và một đầu sẽ được ghim vào đầu 220V. Đó, và chúng ta vào một bên như này, chúng ta cho nó một miếng keo con voi luôn các bạn nhé. Nó cố định cái dây, sẽ không cho nó xê dịch nữa. Đó, các bạn dùng lực và đẩy cái dây đồng lên phía trên. Các bạn đẩy khéo nhá. Đó, các bạn nhìn mình làm này. Đây, các bạn dùng cái cây tre này, các bạn đẩy đẩy lên như vậy là được các bạn nhé. Đó, khi đẩy đẩy nó đã lên như vậy thì các bạn ấn nó xuống, ép mạnh nó xuống các bạn nhé. Đó, đây, phải ép nó ấn hẳn xuống đấy, phải cho cái cây tre các bạn vót vào, vót cái cây tre cho nó nhẵn đi nhá. Đó, ép nó hẳn xuống, ép căng xuống. Khi nào không ép được nữa thì các bạn mới tra keo con voi như mình đây. Đó, như vậy là đã được này, được một bên rồi đấy các bạn ạ. Thì cái phương thức uốn thì chúng ta chỉ cần đặt cái cây tre và gõ cái búa cao su vào là được, hoặc là các bạn băng vào các bạn gõ cao su là cũng xuống ok luôn các bạn nhé. Đó là ngon lành luôn đúng không? Đây, đây cái bối thứ hai đây quan trọng đấy các bạn ạ. Đó, hai cái đầu chéo chéo là sẽ đầu ra chổi than, còn cái đầu mình gập lại sẽ là đầu ra 220V. Các bạn lưu ý nhé, mình nói lại lần nữa này, cái đoạn này này lưu ý này, cái đoạn gập kia không được cho ra dây chổi than, cái dây gập ấy nhá, cái dây gập chỉ được cho cấp 220V. Nó cái đoạn mình đang quấn đây này, cái đầu này mà các bạn đưa ra chổi than là chạy đánh lửa các bạn nhá. Đó, cho nên các bạn lưu ý cái đầu đầu gập này mà đưa ra chổi than là đánh lửa ngay. Đó, chỉ cho cái đầu thẳng kia không gập kia ra chổi than mới được các bạn nhá. Đó, anh em lưu ý cái đoạn này hộ mình cái, bởi vì cái đoạn này nó rất là cần thiết này. Đó, đây cái đầu này sẽ là đầu đưa ra chổi than, cái đầu mình bên đang quấn này này. Đó, còn đầu kia là đầu 220V. Thì lát nữa mình vào thì mình cũng sẽ chỉ lại, bởi vì cái này nó rất là quan trọng trong cái bước mà quấn thành công một chiếc máy để hoạt động cho nó tốt các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vào. Và đây, đây mình sẽ chỉ cho bạn cái đây. Đấy nha, cái đầu này là ra chổi than nhá, các bạn lưu ý nhá, để chéo nhau nhá. Đây là đầu cốt này, đầu gập này, nó đầu có ống gen hai ống này này là mình gập lại đấy. Đó, các bạn lưu ý này. Đây. Đó, cái đầu này là đầu cốt nhá, đầu 220. Đó, thấy chưa? Mình quan trọng nhất là cái đoạn này mình phải chỉ kỹ cho bạn. Đó, đầu đó nó sẽ trùng với đầu 220 của bên trên kia. Thì đến lúc mình ra cái đầu dây bên ở trong máy nó sẽ dễ hơn các bạn nhé, đỡ phải vắt chéo sang. Đó, còn đây đằng sau này cái hướng dây nó vừa hướng với các bạn đấy, hai cái dây chổi than nó sẽ chéo nhau đấy, đó là hai cái dây chổi than nhé. Đó, còn hai cái dây một bên kia là cái dây của nó là dây 220V. Đó, như vậy là các bạn đã hình dung được chưa? Thì đến đoạn này thì các bạn hãy xem đến cái đoạn mà mình đấu ở trên máy luôn nhé. Thì lúc đó là các bạn sẽ hiểu luôn. Đó, nó rất là dễ thôi. Đó, các bạn ép nó xuống như mình. Lưu ý các bạn ép cẩn thận nhé. Đó, cái này nói chung là các bạn thấy khó thì các bạn phải nghỉ ngơi một tí đi. Xong các bạn lại làm thì nó sẽ được các bạn nhé. Cho nên là nhiều lúc các bạn mà thấy khó, các bạn luống cuống thì các bạn lại làm vội làm vàng và lóng ngóng ấy, thì là nó sẽ lại hỏng các bạn nhé. Đó, thấy khó quá ta vứt đó, ta đi đâu đi chơi cho đầu óc nó khư khỏa, các đó, thông thiết các thứ. Đó, đây là đầu 220 này. Đó, thì lúc đó các bạn làm thấy nó sẽ ok hơn. Đó, bởi vì đồ điện mà, khi các bạn đã bế tắc một cái gì đó thì các bạn nó cần phải gọi là xả stress, áp lực về công việc ấy, các bạn phải bỏ nó đi làm cái khác. Thì sau đến lúc các bạn quay lại làm đấy, nó lại cảm giác nó rất là dễ các bạn nhé. Hồi xưa mình đi học nghề cũng vậy à, nhiều cái khó thì các bạn sẽ vứt đó làm việc khác. Và mình sẽ tiến hành quấn nó lại các bạn nhé, băng nó lại. Đây thì cái công việc băng này nó khá là lâu, thì đáng ý là mình làm cũng không hay băng đâu, nhưng mà ông khách này yêu cầu mình quấn lại thì mình sẽ yêu cầu của khách thì mình sẽ làm cho khách như vậy luôn các bạn nhé. Đó,
khách hàng thượng đế mà, thêm tiền là mình làm ngay. Rồi đó, chúng ta sẽ quấn lại như bạn, đó. Quấn lại kín như vậy thì khách nó bảo là sợ nó lại bị quật dây rồi các thứ nó bay vào, cái quấn này nó đảm bảo thì rõ ràng rồi, quấn này thì nó sẽ ok hơn các bạn nhé. Đó, như vậy là mình đã ấy xong này. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử rô to của rô này vào xem là có bị mắc, bị vướng, bị khít trước khi tẩm keo các bạn nhé. Đó, vào rất là trơn tru các bạn ạ, không bị vướng mắc gì, ok. Đó, như vậy là được các bạn nhé. Đó, rất là ngon lành luôn. Nói chung là máy này mình xử lý trong vài phút rồi vài... Thông thường mình máy này mình chỉ xử lý trong khoảng độ mấy chục phút ạ. Đó là xong. Mà quay video thì nó khá là cầu kỳ và phức tạp. Đó, vừa làm vừa phải để ý cái góc quay là để ý xem máy đã bấm quay chưa đó. Ngày xưa mình mới quay góc kiếc là đến lúc quên bấm quay là thiếu sót nhiều cái công đoạn nữa các bạn ạ. Rồi thì đây, hai cái đoạn này chúng ta sẽ đưa ra chổi than các bạn nhé. Mình sẽ hàn cái dâu này vào cái này người ta gọi là khuyên than các bạn nhé, tùy theo nơi gọi. Mình không biết là các bạn trong miền Nam gọi như thế nào, nhưng mà chỗ mình gọi là khuyên than. Đó, thì cái này nó ôm vào cái ốc đồng của cái than các bạn ạ. Đó, để cho nó chặt cái lò xo, nó dạng kiểu lò xo đấy, nó lại nó cũng cứng lắm các bạn ạ. Chúng ta hàn lại chắc chắn các bạn nhé. Cái dây chổi than này mà bị mo ve thì cũng tiến máy của chúng ta chạy nó cũng sẽ bị đánh lửa. Rồi thì cái loại này nó có một cái cốt nhựa các bạn ạ. Đó, mình sẽ vào cái cốt nhựa này bắt ốc bắt yếc lại, ép nó xuống các bạn nhé, là được các bạn ạ. Đó, rồi như vậy là đã ok đấy, nhìn gọn gàng rồi, đẹp đẽ rồi các bạn nhé. Rồi thì mình sẽ ấn nó xuống này các bạn này. Đó, đây. Nó ấn này thì rất là đơn giản, có cái loại thì nó không có cái nắp nhựa này, không có cái cốt nhựa ấy, thì vào nó phát nó dễ hơn các bạn. Đây thì mình sẽ vào cái khuyên than. Thế các bạn hãy để cái dây khuyên than này nó dài dài một tí, ví dụ các bạn mà đấu nó chạy ngược lại ấy. Đây mình cố tình mình để dài, có thể nó chạy ngược thì mình sẽ nhấc cái khuyên than sang bên kia, đảo lại cái dây khuyên than sang trái sang phải là nó chạy lại đúng chiều các bạn nhé. Đó, đây ok, mình đã ra cốt xong rồi các bạn ạ. Bây giờ tiến hành lắp rotor vào để test xem nó đúng chiều cho các bạn nhé. Đó, đúng chiều nữa thì là ok rồi. Đó, thì video cũng chắc cũng sắp kết thúc rồi các bạn ạ. Các bạn nhớ cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh nhé các bạn nhé. Rồi giờ mình sẽ tiến hành vào rotor và vặn ốc các thứ lại. Đó, quay thử xem nó bon không, có mắc gì không. Đó, rất là ngon đấy, nó không mắc miết gì nhé. Còn các bạn mà quay mà thấy nghe thấy nó mắc thế là các bạn phải kiểm tra lại ngay các bạn nhé, không được cắm điện vào bên cạnh nhé. Nói chung là khi các bạn quấn như này xong, các bạn giáp vào là quay tay đã, quay thấy nó trơn tru không bị vướng mắc gì và máy nó bon là được các bạn nhé. Còn các bạn mà thấy nó mắc là không được đâu các bạn ạ. Đây là chổi than này, loại chổi than 51 lắp vào chuyên dụng cho máy bào các bạn nhé. Thì mình sẽ thử luôn như này các bạn nhé, để ví dụ mà mình đảo chổi than thì mình sẽ tháo rô to ra luôn. Đó, đây thì mình sẽ tiến hành bắt dây lại và test xem nó đúng chiều các bạn nhé. Mới đầu thì chúng ta sẽ cắm nháy như này thôi. Đó, nháy thì cái dòng khởi động của nó sẽ bị tế lửa một tí các bạn nhé. Đó, mình đang xem nó đúng chiều các bạn ạ. Rồi, đúng chiều rồi các bạn ạ. Nếu mà nó chạy ngược chiều nó cũng đánh lửa ác lắm nhé các bạn ạ. Đây, nó chạy cực kê rồi đấy. Nó hơi rung các bạn ạ, còn cái cực kê thì nó không được thẳng hết rồi. Đang nữa thì chạy lắp đầy đủ và nó sẽ êm các bạn nhé. Có quai cái các thứ nữa. Với lại cái rotor của nó bị gãy mất một cái cánh gió các bạn ạ. Nó cũng sẽ bị lắc, bị rung hơn. Bởi vì cái con ốc của bên trong nó đề ra nó bật, nó gãy luôn rồi cái cánh này. Đây, chạy ra là êm luôn các bạn. Ok, video mình xin kết thúc tại đây nhé. Chúc mọi người xem video vui vẻ và nhớ cho mình một nút like, một nút share và nút đăng ký kênh. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.
những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công. Có gì thắc mắc thì có thể bình luận bên dưới thì mình sẽ thắc mắc. Chào tất cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.